Tôi làm một cái sơ đồ, tức là mình sẽ đúc kết lại và mình sẽ xem coi nó chỗ nào giống nhau, chỗ nào khác nhau. Và bây giờ mới là phân tích kỹ hơn. Cô sẽ để cái sơ đồ này lại cho quý vị cuối giờ, quý vị ghi cũng được hay là chụp hình, bây giờ khỏi cần ghi. Tức là cái chủ đề của mình sẽ là ba sắc thái biến. Thái biết thứ nhất là của ý căn. Sắc thái biết thứ nhì là của ý thức. Và sắc thái biết thứ ba là của tánh giác. Trước nhất là mình đúc kết lại về cái vị trí của nó, tức là mình so sánh với cái não bộ. Các nhà khoa học nói cái biết của ý căn là nó nằm ở đâu? Tiền trán, bên trái, đúng rồi, vị trí. Tiền trán bên trái. Còn cái biết của ý thức à, tiền trán bên bên phải. Còn cái biết của tánh giác à, phía sau bán cầu não trái, phía sau bán cầu não trái. Tất cả ba cái này nó ở mặt ngoài, thành gọi là nó thuộc về vỏ não. Ví dụ như cách tánh nè, nó ở phía ngoài, mà dùng tiền trán nó cũng ở phía ngoài, bên trái bên phải đều phía ngoài hết. Cho nên cái mặt ngoài này gọi là hệ thống vỏ não, cortex. Tại vì não bộ mình nó có cái bên trong nữa. Cái màu vàng nè gọi là vỏ não. Còn bên trong giữa não nó còn có một cái hệ thống ở bên giữa, bên trung tâm, gọi là hệ thống viền não. Thì tất cả ba cái biết này nó nằm ở bên ngoài. Nó nằm bên ngoài đây và bên ngoài đây. Mình chưa có đi vào bên trong. Bên trong này là hệ thống viền não khác nữa. Nó có khái quát, nhức đầu chưa? Chưa nhức đầu ha? Vậy là hay. Đó là mình tạm mượn khoa học để mình chỉ cái những cái cơ chế về của cái biết. Bây giờ mình xét tới cái chức năng. Năng tức là cái từ function đó. Ý căn mình chỉ nói cái chức năng quan trọng nhất của nó thôi là suy nghĩ.
Tuy nhiên, ở trong cái vùng của ý căn nó có một cái cơ chế nữa là trí năng đó. Trí năng, đây, nó cũng quan trọng lắm. Nhưng mà vì nó ở chung một chỗ của ý căn cho nên thầy không có lấy ra để mà làm một cái tâm khác, mà thầy để chung nó nằm trong ý căn. Nhưng mà cái chức năng của trí năng là nó quan trọng lắm, là nó suy luận, suy đoán đó. Cho nên cô cũng muốn để vô trong cái vùng của ý căn. Thêm một cái nữa là cái vùng của trí năng. Trí năng là suy luận, tức là nó sẽ hướng tới tương lai. Trong khi đó chức năng của ý thức là cái gì? Là gì? Phân biệt, so sánh hai bên. Khi nói tâm nhị nguyên, mình biết đó là nói theo ý thức. Còn bên tánh giác, chức năng là cái gì? À, là cái biết. Mà biết này qua các tánh, qua tánh thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm. Còn ý căn là biết qua suy nghĩ, biết qua suy luận. Ý thức là biết qua phân biệt so sánh hai bên. Bây giờ mình đi vào mình xem cái đặc điểm của những cái biết này nó khác, nó giống như thế nào. Đặc điểm. Thì cái biết của ý căn tức là nó không phải là biết tức khắc, mà nó phải thông qua suy nghĩ. Hãy suy nghĩ là đòi hỏi thời gian, phải không? Và là nó hướng về quá khứ. Còn ở đây suy luận là hướng tới tương lai. Thành thử ở trong kinh Kim Cang gọi đây là tâm quá khứ, đây tâm tương lai. Còn ý thức là tâm hiện tại. Đó là ba thứ tâm thuộc về vọng tâm. Do đó cái đặc điểm của ý căn nó là biết nhưng mà dính mắc quá khứ. Còn trí năng là biết mà dính mắc tới tương lai. Và luôn luôn cái biết này á, là nó có đối tượng. Đối tượng trong quá khứ hay đối tượng tương lai. Mà khi có đối tượng thì có chủ thể. Một bên là object, bên là subject. Tức là có hai bên đối đãi đó. Tại vì dính mắc với đối tượng cho nên có cái chủ thể. Chủ thể tức là ta hay là có cái ngã. Và khi mình suy nghĩ về cái gì, có nghĩa là mình đã có kinh nghiệm, đã biết cái đó từ trước rồi, ghi nhớ trong ký ức. Bây giờ mình đem ra để mình suy nghĩ tính toán. Cho nên đó là cần phải học hỏi và cần phải có kinh nghiệm.
Bây giờ mình xem thử cái biết của ý thức như thế nào. Cái biết của ý thức là phải có đối tượng trong hiện tại. Thì cái biết này là dính mắc hiện tại. Và nó cũng có đối tượng. Vì trong hiện tại cho nên mình sử dụng cái giác quan có đối tượng trước giác quan. Và nó cũng giống như cái biết của suy nghĩ, tức là phải có đối tượng là có cái chủ thể. Chủ thể tức là ta hay là ngã. Và cũng cần phải học hỏi, cần phải kinh nghiệm, nó mới phân biệt so sánh được. Giờ cô giảng chỗ mà có chủ thể, có ta hay có cái ngã. Thí dụ khi mình mở mắt lên mình nhìn, thì mình nói tôi thấy hình bông, tôi thấy cái chuông, tôi thấy tượng Phật. Thì cái đó có cái ta trong đó không? À, khi mình diễn đạt ra bằng lời nói hay bằng nói thầm là có cái ta. Tôi thấy, cái ta đó là tôi, chủ thể. Và đối tượng thấy cái gì? Cho nên thấy khi mà có đối tượng là phải có cái chủ thể. Thì khi nói cái ta đó, thực ra là nó biểu lộ ra bằng lời nói thầm hay là lời nói ra ngoài miệng hay là hành động, thì lúc đó cái ta nó có mặt. Do đó trong cái tâm thuộc về quá khứ hay cái tâm hướng tới tương lai hay cái tâm dính mắc trong hiện tại đều có cái chủ thể là cái ta, là tại vì nó diễn đạt ra bằng lời nói thầm trước khi nó nói ra lời. Thì cả hai cái biết của suy nghĩ và biết của phân biệt này nó có chung nhiều điểm lắm, tức là nó có đối tượng, nó có chủ thể và cũng phải học hỏi kinh nghiệm. Và cái giống nhau nhất nó là cái biết có lời nói thầm. Mình gọi cái từ là biết có lời. Thì cái tâm này gọi là chân tâm phải không? Không, gọi là vọng tâm. Đúng rồi, cả hai đều là vọng tâm. Tại sao gọi là vọng tâm? Tức là cái tâm dao động, nó bị lôi cuốn theo hiện tượng thế gian. Cho nên khi như thế này, khi như thế khác, khi thì thích, khi thì ghét, khi buồn, khi vui, nó gây cho cái tâm mình xáo trộn. Cho nên gọi là vọng tâm. Mà tại sao tự nhiên mình thấy cái đó thì mình thích, mình thấy cái kia mình ghét, tại sao vậy? Tại cái ngã. Tại sao nữa? Tại vì cái ái, đúng rồi, cái thích. Thích hay là không thích, Đức Phật gọi cái đó là lậu hoặc. Cô sẽ giảng chút xíu về lậu hoặc. Bên dưới của nó là lậu hoặc. Làm quen với cái từ này đi. Lậu hoặc tức là những cái mớ nó tích trữ ở trong tâm của mình từ lâu đời rồi, mình đem cho tới bây giờ. Nó là cái gì? Nó là những cái mình rất là ưa thích. Mình thích quá đi, mình đem lại đây. Ví dụ như mình thích cờ bạc quá, mình không có đem theo tiền mà mình đem theo cái lòng tham,
thì cái lòng tham đó nó là một trong lậu hoặc, hiểu chưa? Đó, hoặc là mình có một cái ý nghĩ, ví dụ mình thù ghét một người nào đó, mình không có hại được người đó, nhưng mà mình tích trữ cái lòng thù ghét của mình, tất cả những cái đó nó gộp chung lại làm cho cái tâm của mình trở nên xấu xa, ô nhiễm đi, thì tất cả những cái đó nó gọi chung vô trong là cái mớ lậu hoặc. Nói tóm lại là tâm của mình không có còn trong sạch, không có khách quan là tại cái mớ nó tích lũy ở bên trong tâm mình từ lâu đời rồi cho tới bây giờ để khiến cho mình tạo nghiệp, thì gọi chung là lậu hoặc. Mãi khi mình cứ sử dụng hoài cái tâm này thì mình vui hay là mình khổ? Thì khổ. Đúng rồi, kinh nghiệm quá ha. Thì cái này đưa ra tới khổ thôi đó. Cái biển khổ của con người là vì mình cứ sử dụng hoài mấy cái tâm đời nè, gọi là tâm đời đó, đó là biển khổ. Tức là mình sẽ tạo nghiệp, mà mình tạo nghiệp thì có nghiệp xấu, có nghiệp tốt. Mà đối với gì chứ, nghiệp xấu với nghiệp tốt cái nào nhiều? Sao kỳ vậy, sao nghiệp xấu nhiều? Là tại vì cái mới lậu hoặc nè, với là tại vì có cái ngã cho nên mình chủ quan, mình thấy là mình làm cái đó đúng nhưng mà không ngờ mình làm cho người khác khổ, thì cái đó là mình tạo nghiệp thôi, phải không? Là bên dưới cái này nói chung là có cái ngã nè, có cái ngã hiện hữu, cho nên hãy khi cái ngã hiện hữu là lúc nào cũng mình nói mình đúng hết á, mình không bao giờ mình nói mình sai, mình đúng hết á. Thành thử mình vô tình hay cố ý là mình tạo nghiệp, thì đó là cái biển khổ trần gian đó. Rồi bây giờ mình xét tới bên này, cái biết của tâm giác. Giờ cái đặc điểm, đặc điểm cái biết này bây giờ mình coi nó như thế nào. Hồi nãy mình nói rồi, nó bẩm sinh phải không? Rồi mình ghi lại, nó bẩm sinh, nó thường hằng, và nó lặng lẽ, tức là âm thầm thôi, thường hằng lặng lẽ. Bây giờ mình coi thử nó có dính mắt không. Thí dụ như mình nhìn cái này, nhìn cái này rồi thấy biết rõ ràng phải không? Rồi trong đầu có nói gì không? Nếu mà yên lặng thì sao? Cái biết nó có méo mó không? Ừ. Còn khi mình nói cái này đẹp quá thì méo mó chưa đẹp, thì nó sẽ sinh ra tranh chấp. Khi mà mình phát biểu ra nó là tranh chấp, xung đột. Còn mình chỉ biết thầm lặng thôi thì là yên vui, không có xung đột nữa. Và nói như thế nào mình nhận biết y vậy thôi. Là cái biết gì? Khách quan. Khách quan. Nó như thế nào mình thầm nhận biết y vậy thôi. Đó, thì cái tâm mình nó yên vui, nó phẳng lặng liền, gọi là cái biết khách quan. Còn trong khi cái biết này nè, có cái ngã trong này nè, thì nó có khách quan không? Không. Ờ, không. Cái tức là mình suy nghĩ méo mó đi, hiểu chưa? Thí dụ như bây giờ cô cầm cái này, cô khen nó đẹp quá, cái có người khởi suy nghĩ chắc cô biết chủ của cái bình bông này là ai, cái cô muốn nịnh người đó, cô khen nó đẹp. Đó là méo mó rồi phải không? Đó, bẻ quẹo cái sự việc rồi, phải không? Đó, đó là cái tâm đời ưa suy nghĩ vậy lắm. Mà nhiều khi mình nói mình vậy là mình thông minh đó. Người ta nói một câu cái mình nghĩ hai ba nghĩa, mình nói mình thông minh. Không ngờ cái đầu óc mình nó bẻ quẹo, điên đảo, méo mó,
Thành ra mình nhìn sự việc không có đúng nữa, tức là nó chủ quan rồi. Trong khi đó cái biết của tánh giác, vật như thế nào nhận biết y vậy thôi, không xét đoán phê bình, thì đó là cái biết khách quan. Cái chi tiết này quan trọng lắm. Khi nó như thế nào mình biết y vậy một cách thầm lặng, mình có tạo nghiệp ý không? Ý không có khởi ra thì làm sao còn có nghiệp lợi, nghiệp thân. Cho nên ba nghiệp trong sạch khi mình có cái nhìn khách quan, đó là cái đặc tính quan trọng đó. Biết khách quan tức là vật thế nào biết y vậy thôi. Dễ không? Khó. Khó. Cái gì cũng khó hết. Thôi chết rồi. Cái này là cái biết bẩm sinh mà, cần gì tạp. Thí dụ như giờ này, nhìn nó là sao biết y vậy thôi. Dễ quá, đâu cần học. Mình có mắt bình thường, giác quan bình thường là mình làm được rồi, phải không? Đâu, dễ quá mà nói làm sao thì nhìn vậy thôi. Chừng nào mình suy nghĩ cái này không biết Việt Nam làm hay là Trung Quốc làm. Tại sao làm có hình bóng mai chi vậy cà? Kỳ quá, mà màu vàng với màu đỏ, nó sao hai cái màu này chói quá. Đó, mình nói tùm lum vậy mới mệt, cho mới khổ, mới cực á. Còn đó là sao mình biết vậy thôi, đâu cần học đâu, phải không? Cái biết này quá dễ mà, thêm cái gì vô mới khó, còn không thêm cái gì hết nó dễ lắm đó. Không có gì, không có cái gì mà khó. Đừng nói khó, mình cho cái lệnh khó vô á thì não bộ mình nó làm theo khó, tức là nó không thèm làm việc. Còn mình nói dễ là nó dễ à, phải không? Thí dụ như mình nhìn vậy à, nó sao mình biết y hệt vậy. Mình đừng nói sao mà cô để lộn ngược. Thấy dễ không? Thấy cái biết của tánh giác dễ không? Không cần gì hết, không cần học. Con mắt mình mờ thì mình thấy mờ, mắt mình sáng mình thấy sáng, phải không? Ví dụ như mình nhìn, cái bông này mình thấy vậy rồi, nếu mình khởi ý ra mình nói cái màu này chắc là màu hồng, cái người khác không chịu được, không, cái màu kia là cái màu này màu tím nhạt, thí dụ vậy đó, là có tranh luận, có ý kiến khác rồi. Còn bây giờ mình nhìn thấy biết vậy thôi, đâu có nói gì đâu, thì đâu có tranh luận, đâu có cãi cọ, phải không? Còn khi mình nói ra là có cái chủ quan của mình trong đó rồi, là mình bị dính mắc và nó sẽ là tranh luận á. Thì cái sự xung đột ở trong cái đời sống của mình là tại vậy á. Mình cứ đưa cái ý chủ quan mình ra thì đâu có giống với ý của người khác. Thành ra giờ mình phải tập, muốn cho hài hòa thì chỉ biết cách thầm lặng thôi. Đó, biết khách quan. Thì cái biết này là khi nói bẩm sinh, tức là không cần học. Nhưng mà cô cũng ghi vô không cần học hỏi hay kinh nghiệm. Mình đi học mình mới cực chứ, cái này đâu có học thì nó khỏe quá rồi, phải không? Mình đi học mình phải hiểu rồi mình phải nhớ. Còn bây giờ không cần học, cái đó là quá dễ rồi. Còn một điểm nữa, hồi nãy cô cũng có cho ví dụ rồi. Bây giờ có đây nhìn thấy, nhưng mà bây giờ thí dụ như không có thì mình cũng vẫn thấy. Cho nên là có đối tượng thì biết có đối tượng, không đối tượng vẫn biết, phải không? Vẫn có cái biết. Cho nên cái biết này không có cần đối tượng.
Cho nên mới nói nó thường hàng, lúc nào cũng có cái biết, qua thấy, qua nghe, qua xúc chạm. Thí dụ như xúc chạm nè, thí dụ như gió thổi qua mát, mình biết không? Bây giờ không có gió, mình có cảm xúc chạm gì không? Có người lắc đầu á. Có gió thì mình nghe mát, còn không có gió thì sao? Thì mình không nghe mát, nhưng mà mình vẫn có cái xúc chạm chứ, phải không? Vẫn có cái xúc chạm. Thí dụ nè, thí dụ giờ cô rờ đây là xúc chạm phải không? Bây giờ không có rờ cái gì hết, cô có cái xúc chạm không? Ừ, cũng có cái xúc chạm vậy. Gọi, nên mới gọi là thường hằng. Có đối tượng hay không đối tượng vẫn biết, phải không? Cũng như con nè, đó, có tiếng cục cục thì nghe phải không? Rồi bây giờ thì bây giờ nghe không? Cũng nghe. Giờ có tiếng không? Ủa, không có tiếng hả? Cô nghe tiếng mấy chục người nói đi mà nói không có tiếng. Đúng rồi, chừng nào xác định rõ là nghe tiếng gõ. Bây giờ không có tiếng gõ, vẫn nghe. À, lúc nào cái nghe của mình nó cũng mở cửa hết. Không nghe cái này thì mình nghe cái khác, chứ đâu phải là không nghe, phải không? Nhận ra được không? Cái đó là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy Ngài A Nan đó, bảy chỗ hỏi tâm đó. Thành thử cái thấy, cái nghe, cái xúc chạm của mình là lúc nào cũng có. Bây giờ câu hỏi là khi ngủ có không? Khi ngủ mình ngủ mê, ai nói tiếng gì mình nghe không? Mình nghe là mình thức dậy đó. Mình ngủ là ai chạm vai mình hay không? Đó, thì lúc nào nó cũng có hết, phải không? Ừ. Chịu không? Đúng không? Ờ, phải nhớ cho rõ chỗ đó nha, chứ đừng có nói là khi nghe khi không đó. Như vậy có đối tượng thì biết có đối tượng, không đối tượng vẫn biết, phải không? Đúng rồi, cho nên cô mới để là không cần đối tượng. Tức là có hai trường hợp, có đối tượng và không đối tượng, vẫn biết hết, cho nên không cần. Trong khi đó đây, cần phải có đối tượng, nó mới suy nghĩ về cái đối tượng đó. Cần có đối tượng, nó mới phân biệt so sánh. Hiểu chưa? Hai cái này là cần có đối tượng. Mà khi có đối tượng, dính mắc vô đối tượng, thì có cái ta. Có cái ta. Hiểu chưa? Ừ. Rồi cô muốn giảng thêm rõ chỗ này. Tại sao trong cái biết không lời mà không có cái ta? Ví dụ như mình nhìn lên, nhìn nha, mà có một cái cách để mình không nói thầm là mình để đầu lưỡi chạm vô chân răng cửa dưới. Để thử coi, đầu lưỡi chạm vô chân răng cửa dưới. Cái miệng thì khép bình thường, không ai biết mình thật hình thiền hết đó. Đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới, mở mắt nhìn, thấy không? Đó, đâu có nói gì, cái lưỡi mới chạm vô đó rồi. Thì thấy rõ ràng phải không? Rồi, bây giờ câu hỏi nè, trong cái giây phút mà thấy đó, mà đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới đó, lúc đó quý vị thấy cái này, và lúc đó có cái gì trong khi đó? Thấy không? Thấy. Thì là có cái thấy. Mà mình có nói ra là tôi thấy không? Không. Thì không có cái ngã trong khi đó. Chỉ có cái thấy thôi, không có cái ngã hiện hữu trong khi đó. Chừng nào mình khởi ý tôi thấy cái gối, thì lúc đó mới có ngã và có đối tượng. Còn bây giờ mở mắt nhìn thấy mà không nói cái gì hết, trong đầu không nói gì hết,
mà mình biết cái mà mình thấy là thì chỉ có cái thấy thôi. Và cái thấy đó gọi là cái tánh thấy hay là cái thấy của cái tánh giác à, thì lúc đó chỉ có cái tánh thấy mà thôi, không có cái ta, phải không? Đúng rồi. Tại vì cái ta nó biểu lộ ra trước nhất là bằng cái lời nói ở trong đầu. Mình nhìn mà mình nói thầm, tôi thấy cái gối, thì cái đó là nó thuộc về bên đây rồi, nó thuộc về ý thức. Dính mắt vào đối tượng thì có cái ta. Còn bây giờ mình không nói cái gì trong đầu hết thì hoàn toàn không có cái ta. Cái này quan trọng lắm á. Không có cái ta. Cái ta này còn gọi một từ nữa là cái ngã. Mà khi nói tới cái ta hay cái ngã, nó hàm ý nói tới cái mớ này nè. Cái mớ lậu hoặc nó nằm bên dưới tâm đó. Là thích hay là không thích, là thương, là ghét, đủ hết ở trong tâm mình á khi nói tới cái ta. Còn bây giờ không có cái ta cho nên nó khách quan. Cái thấy nó trong sạch, không có tạo nghiệp gì hết. Thì bên đây là tạo nghiệp nè. Còn bên đây là không có nghiệp. Tức là ba nghiệp trong sạch liền. Trong cái giây phút mà mình có cái biết không lời là ba nghiệp trong sạch. Tức là ý không khởi ra, lời cũng yên lặng không nói, và thân cũng không có làm cái gì để tạo ra nghiệp. Ba nghiệp trong sạch ngay trong cái lúc đó. Dễ không? Phải nói dễ nha, đừng có nói khó. Cô thì có thấy nó quá dễ. Bây giờ kêu quý vị đi học lấy bằng cấp này, bằng cấp nọ mới là khó chứ. Còn bây giờ mở mắt là nhìn cái thấy liền, có gì đâu mà khó. Thì khi mà ba nghiệp trong sạch thì sao? Là có đưa tới khổ không? Không. Thì ở đây là coi như chỗ này là hết khổ rồi đó. Thì xem như là an lạc rồi đó. Và trong cái giây phút đó, nếu mà mình kéo dài, mình thực hành cho nó vững chắc đó, thì là mình có thể điều chỉnh được bệnh tâm thể cho mình đó. Ví dụ mình thực hành 5 phút, 10 phút, 15 phút thì bắt đầu là cái đối giao cảm nó hoạt động rồi. Mình sẽ có cái chất acetylcholine nó tiết ra, nó hóa giải cái áp suất máu cho mình rồi. Như vậy, bây giờ cô đố vậy nè. Giữa cái vọng tâm là bao gồm ý căn ý thức với cái tánh giác, cái điểm nào khác biệt rõ ràng nhất để mình biết mình dụng công? Đúng rồi, bên đây biết có lời, bên đây là biết không lời. Cô còn chưa lên chỗ nè, để cô đố. Đó, cái quan trọng là không có lời. Không có lời ở đây là không có lời từ trong tâm, chứ không phải là không có lời ngoài miệng đâu. Trong tâm mình hoàn toàn yên lặng, đó là cái biết không lời. Khi nào mình có cái biết rõ ràng mà không có lời nói thầm, thì lúc đó mình biết là mình kinh nghiệm một chút xíu cái tánh giác. Thì tánh giác ở trong thiền nó có một cái thuật ngữ tên là buddhita.
tánh giác. Thì cái tánh giác này chỉ là cái tánh biết thôi, chứ giác này không phải giác ngộ, chỉ là cái biết. Buddhita là tánh giác. Và thầy dùng cái từ awareness để nói tới cái biết này, cái tánh giác. Cái chữ awareness tức là sự nhận biết đó, the nature of awareness. Hôm nay là cô giới thiệu, cái này là giới thiệu khái quát thôi nha, chưa có đi sâu vô đó. Đi sâu vô là cô phải chua thêm tiếng Bali với tiếng Sanskrit nữa. Cô biết ngày đầu cho là quý vị bật nửa hết, thật ra thôi cô không có khai triển tới tiếng Bali với tiếng Sanskrit. Ở trong kinh á, viết bằng tiếng Bali, kinh Nikaya thì viết tiếng Bali, kinh A Hàm thì viết tiếng Sanskrit. Như vậy mình thấy rõ ràng cái kết quả khác nhau của những cái sắc thái biết này, phải không? Cái biết của tánh giác thì dẫn tới an lạc, dẫn tới sức khỏe, dẫn tới sự hài hòa. Còn cái biết của ý căn và ý thức thường là nó dẫn tới sự xung đột, dẫn tới buồn khổ, dẫn tới đấu tranh. Đó là nói trong cái phạm vi của nhỏ hẹp của mỗi người. Nói rộng ra, cái ý thức này nó quan trọng lắm, là nó phân biệt. Khi có ý thức có mặt là có sự phân biệt, so sánh. Đối với cá nhân thì khen chê, cái này đúng cái kia sai, cái của mình luôn luôn đúng, người khác luôn luôn sai. Mà đi tới cái phạm vi lớn hơn là phân biệt ta và kẻ thù, tôn giáo của ta, tôn giáo của người khác, đất nước của ta, đất nước của người khác. Đi tới cái sự phân biệt lớn như vậy, mình sẽ thấy là đưa tới những cái hậu quả khốc liệt hơn. Chiến tranh, sự hủy diệt, đấu tranh, vân vân. Đó là cái nguồn gốc của ý thức, nó nguy hiểm như vậy đó. Thôi. Còn... mình sống tới từng tuổi này, mình ưa phóng nhiều quá khứ lắm. Thời xưa mình như thế nào đó, mình giàu sang. Thời xưa mình trẻ đẹp, thời xưa mình oanh liệt gì đó. Thì những cái quá khứ, hoặc là thời xưa mình lại bị cái gì thương đau, đau khổ, hối hận gì đó, khi mà hướng về quá khứ là luôn luôn cái tâm mình buồn thôi. Cho nên cái tâm mà hướng về quá khứ là một cái nguồn gốc của đau khổ. Ngày xưa mình càng giỏi, mình càng giàu thì bây giờ không còn nữa là mình cũng khổ. Mà ngày xưa mình có những cái kỷ niệm thương đau buồn bã mà bây giờ mình nhớ lại mình cũng khổ luôn. Do đó dầu ngày xưa nó như thế nào, bây giờ hãy nhớ lại là đưa tới buồn, tới thương, tới tiếc, tới nhớ, tới hối hận thôi. Cho nên cái tâm quá khứ bị xếp là vọng tâm, đưa tới buồn, tới khổ. Mà cái tâm tương lai là của trí năng, là nó hướng tới tương lai, nó suy đoán những cái cảnh đời trong tương lai. Thì lúc đó chỉ hướng tới tương lai thôi, mà tương lai thì chưa có tới, cho nên tương lai nó cũng là hão huyền, mơ mộng viễn vông, không có thật. Ví dụ cho mình vẽ những cái cảnh đời gì mà huy hoàng tốt đẹp trong tương lai, nó cũng chỉ là chiêm bao, chưa có thực hiện được. Thành thử cái nỗi vui của mình cũng là nỗi vui hão huyền,
Mà nếu như mình hướng tới tương lai mà mình lo, mình buồn, mình sợ tuổi già tới, mình sợ cô đơn trong tuổi già vân vân thì cũng buồn thôi. Bây giờ mình chưa gặp mà mình đã buồn trước rồi. Thành thử cái tâm hướng tới tương lai cũng là vọng tâm đưa tới khổ. Rồi nói tới cái ý thức là cái tâm dính mắc trong hiện tại. Nghĩa là ngay trong cái đời sống của mình bình thường hàng ngày mình dính mắc chuyện này chuyện kia. Người ta nói một câu thấy mình buồn, người ta làm gì khác cái mình khổ. Thì những cái sự đó dính mắc gọi là dính mắc của ý thức trong đối tượng, trong hiện tại. Mà trong hiện tại mình có cái mới này, đam mê. Ví dụ mình thích coi phim bộ đó, mình thích đi cờ bạc, mình thích giải trí cái gì theo đời á, thì những cái đó là gọi là đam mê, là lậu hoặc. Thì trong hiện tại mình vướng vô cái lậu hoặc thì cũng đưa tới khổ đau. Tức là mình sống mà không có trí tuệ. Cho nên ba cái tâm này dính mắc quá khứ, dính mắc hiện tại và dính mắc tương lai thì đều là vọng tâm. Tại vì nó đưa tới khổ mà thôi. Đó, nó đưa tới khổ. Tức là mình khổ mà gia đình mình cũng khổ theo, những người thân của mình cũng khổ theo. Do đó cái ba cái thứ tâm này bị xếp là vọng tâm, hay là tâm phàm phu, hay là tâm thế gian. Thì bây giờ làm sao để ra khỏi cái biển khổ trần gian? Là phải tu tập qua bên cái biết của tâm giác, là mình sẽ ra khỏi cái biển khổ trong lúc mình tỉnh thức để tu tập. Thì cái giây phút mà mình tiếp xúc với đối tượng, thí dụ như bây giờ quý vị mở mắt ra nhìn cái gối, đó là giây phút của quá khứ phải không? Hay là của tương lai? Hiện tại, nhưng mà mình không có dính mắc. Cái hiện tại nó kéo dài lắm. Khi cái con mắt mình nhìn đối tượng, nó chỉ trong cái giây phút đó mà thôi. Thì trong thiền gọi là cái giây phút bây giờ và ở đây, chứ không phải là hiện tại. Hiện tại có thể hồi sáng này cũng là ngày hôm nay vậy, cũng là hiện tại, nhưng mà hồi sáng này nó thuộc quá khứ rồi. Rồi một lát nữa 12 giờ nó thuộc về tương lai rồi. Cho nên giữa cái quá khứ là những việc đã xảy ra với cái tương lai là việc sắp tới, hai cái đó nó gặp nhau ở một điểm, và điểm đó là bây giờ và ở đây, chứ không có hai chữ hiện tại. Một phút trước đã thành quá khứ, một phút sắp tới đã là tương lai. Thì cái chỗ gặp nhau đó là cái giây phút giác quan của mình tiếp xúc với đối tượng, chỉ có cái biết khách quan. Thì cái giây phút đó gọi là cái thấy biết của Bậc Thánh. Nó nằm trong cái tích tắc bây giờ và ở đây. Như vậy cái quá khứ mình có chuyển đổi được không? Cái tương lai nó cũng chưa tới. Còn cái hiện tại, thôi không nói tới hiện tại, tại vì nó không có giây phút hiện tại. Thì mình chỉ có thể chuyển đổi được cuộc đời của mình trong giây phút mình tu tập bây giờ và ở đây. Thì đó là cái biết của tâm giác. Dùng giác quan tiếp xúc với đối tượng, vật thế nào nhận biết y như vậy thôi, thì ba nghiệp trong sạch liền tức khắc. Tâm mình hài hòa, sức khỏe hài hòa, gia đình hài hòa. Mà mỗi gia đình đều hài hòa thì sao? Thì đất nước của mình là đoàn kết, là hùng mạnh, phải không? Nói rộng ra nữa là thế giới hòa bình. Sao? Thì quý vị thấy cái việc mình tu tập nó thiệt là đơn giản và trong sáng lắm. Thì tự mỗi người phải tỉnh thức
để tu tập thôi. Mình tự cứu lấy mình, đó là cái con đường tâm linh. Làm sao để kinh nghiệm, bước đầu một chút xíu cái biết khách quan thầm lặng của tâm giác, một chút xíu thôi. Thì từ khi mà mình có một chút xíu đó rồi, mình mới củng cố cho nó dài hơn, 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút, thì mình sẽ kinh nghiệm cái cuộc đời của mình nó chuyển đổi. Cái nhìn của mình bây giờ nó không méo mó nữa, mà khách quan. Mình nhìn sự vật, mình nhìn người khác không có chụp mũ nữa, không có dán nhãn xấu cho người ta nữa, cũng không dán nhãn tốt. Khi mình thương, mình dán nhãn tốt, tới hồi hết thương rồi cái dán nhãn xấu, thì cái đó là đầu mối của khổ đau đó. Còn bây giờ như thế nào mình biết hết, nhưng mà không phê phán đó. Khi mình biết tất cả mọi người đều có cái mớ lậu hoặc ở bên dưới tâm, thì mình thông cảm thôi. Đó là cái biết của Bậc Thánh đó, là của tâm giác. Biết khách quan, lặng lẽ, thì tâm của mình an lạc liền, tức khắc. Và cái tâm an lạc nó biểu lộ ra bên ngoài cái thần sắc của mình, cái phong thái, cái lời nói, cái cử chỉ của mình. Đó là cái kết quả của cái việc sử dụng cái biết của tâm giác. Nó đưa tới an lạc ngay tức khắc, trong cái giây phút mình ở trong đó. Như vậy mình chỉ có thể chuyển đổi cuộc đời mình trong giây phút mình thực hành cái biết của tâm giác, là cái biết trong bây giờ và ở đây. Quá khứ không sửa đổi được, mà tương lai cũng chưa có biết trước. Cho nên chỉ giây phút này là mình làm chủ cuộc đời của mình trong giây phút bây giờ và ở đây thôi. Làm chủ cuộc đời của mình là sao? Mình muốn khổ thì mình khổ, mà mình muốn an vui thì mình phải thực hành, tức là dừng tất cả niệm, dừng tất cả mọi sự suy tư nghĩ tưởng, cái tâm mình phải dừng lại trong cái giây phút bây giờ và ở đây. Vật như thế nào thấy biết y vậy, lời nói thế nào nhận biết y vậy thôi, không có suy luận thêm. Suy luận thêm thì sẽ khổ thôi. Nói khi cái tâm mình dừng lại là cái thấy biết khách quan của Bậc Thánh. Đó, hôm nay cô đúc kết lại cái vai trò của ba sắc thấy biết đối với cái đời sống của mình. Từ xưa tới giờ mình khổ, mình buồn là tại vì mình sử dụng cái tâm của thế gian. Và bây giờ mình biết cái con đường Đức Phật dạy rồi, là mình phải áp dụng để mình tự cứu lấy mình thôi. Cô chấm dứt cái bài ba sắc thấy biết. Chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng ta nghỉ trưa.